ngày xưa trước khi mà trận chiến nổ ra toàn thế giới, bệnh dịch kinh tế xảy ra, thì thường nói tất cả những ma quỷ, những cái ác nó cùng đi xuống và chìm cùng một lúc, chứ không có phải hằng trước hằng sau. Thì bây giờ á, quý vị thấy từ từ á, Trung Cộng bây giờ cả dân, học sinh, tất cả các tỉnh nổi lên rồi, nước Việt bây giờ cũng vẫn chưa biết gì hết, cũng vẫn ăn chơi, là cái đó bề ngoài thôi nha quý vị. Lấy động chế tịnh, lấy vui để mà khắc cái nỗi khổ trong tâm dân chúng á, trong những ngày tháng kế tiếp. Nước Việt đó nghe rất là khổ. Đúng ra bữa nay á, thì phải ca bài quê hương để xin mỗi người á, tô phở bữa nay để bắt đầu chuyển tiền về là vừa rồi. Tự vì bản là bắt đầu Tết năm nay là mùa xuân nát sẹo. Mùa xuân năm nay Việt Nam ai đâu có tiền nhiều. Cái người giàu chừng nào á là họ càng nhã nghèo gì đó. Là vì mà họ bây giờ thắt cường đô la mà chạy xe Rolls Royce và Lamborghini ngoài đường á, ngày mai là bị bắt trọng túng cổ liền. Huống hồ những người nghèo, người ta nghèo thiệt. Công ăn việc làm bây giờ ở mỗi công ty, nhà máy ở Bình Tân á, đóng cửa mấy chục nghìn người. Biết bao nhiêu công ty ở Bình Dương cũng đóng cửa, hãng nào bây giờ cũng đóng cửa. Còn dưới ruộng bây giờ, dưới quê á, ruộng lúa bị ngập lụt, có chỗ ngập lụt, có chỗ bị nước mặn,